Mẹ chưa bao giờ nói là mẹ tự hào về tôi, nhưng mà tôi biết là sau lưng tôi thì mẹ nói rất là nhiều. Những lúc sinh nhật á, thì Duy thường hay chúc sinh nhật mẹ, chúc bạn gái cứ trẻ mãi, đẹp mãi. Trường đôi khi sẽ trở thành đại vũ. Cuối cùng là mẹ. Bé không có ba, để chạy vừa làm ba vừa làm mẹ. Thì cái người quyết định cuối cùng vẫn là Ân Đề Vệ. Tôi là người đóng vai trò quyết định. Gần như bây giờ mình là cái người đưa ra quyết định trong gia đình nhiều hơn là mẹ. Đối với tôi thì một trong những cái quyết định mà đòi hỏi nhiều cái can đảm và trả giá và hy sinh nhiều nhất trong cuộc đời của mẹ là ly hôn với bố. Thực sự ly hôn là một cái sự kiện nó rất là lớn trong cuộc đời mình. Mình phải đối mặt với rất là nhiều cái suy nghĩ và đắn đo. Thì lúc đó con mình còn quá nhỏ. Một bé đây thì khoảng hơn 1 tuổi, còn bé lớn thì hơn 2 tuổi. Thấy người ta có gia đình, mình cũng muốn có con mình có cha lắm. Nhưng mà thì không có hợp nhau, thành thật là buộc phải chia tay. Nhưng mà chính vì cái điều đó mà mình bù đắp, có bao nhiêu là mình bù đắp cho hai đứa con hết. Họ có ba, có mẹ, cho nên họ có điều kiện hơn mình. Cho nên con cũng có một chút ganh tị thôi. Con cũng không có buồn gì ba mẹ gì hết chứ. Bố mẹ không thể sống được với nhau nữa thì con cái thường là một cái giống như là một cái gánh nặng, một cái nguyên nhân để níu giữ. Nhưng tôi thì lại là cái người mà ủng hộ mẹ làm cái chuyện đó, bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã nhìn thấy mẹ không hạnh phúc. Và mình nghĩ đơn giản là một gia đình mà không hạnh phúc thì tốt nhất là nên chia nhau ra, để có thể là sau đó mình có hai gia đình hạnh phúc. Có nhiều lúc mình cảm thấy là nó áp lực, nó đè nặng cái vai mình. Nhiều khi mình cảm thấy là mình thở mình cũng không thở nổi nữa. Mẹ làm việc cật lực để nuôi hai con. Mẹ ngoài cuộc sống gia đình ra, ngoài công việc ra không biết một cái gì hết nữa. Phải đi thuê nhà, một cái căn nhà có 4m² thôi. Một cái căn nhà thuê 4m² mà mẹ và em trai sống cùng với nhau trong nhiều tháng trời. Mà còn phải trải qua rất là nhiều cái nỗi cay đắng, nỗi buồn khổ, cái nỗi uất hận, nỗi uất ức trong cái cuộc sống gia đình mà không có thể chia sẻ được với ai. Mẹ Duy phát hiện là bị ung thư. Lúc mà mẹ báo tin thì mẹ báo qua điện thoại. Thì Duy nói là con đang bận, con cúp máy. Tự nhiên sau khi cúp máy thì Duy cũng khóc ròng. Đứa một thằng con trai đứng khóc giữa công ty. Gặp được một người bạn tri kỷ, thế là một muốn bước thêm một bước nữa. Anh ấy cũng thương, cũng giúp đỡ. Nhưng mà có một ngày con đi chơi thì con bị ghế tay. Về nhà thì ba không ở, ba chăm sóc cho con. Ba còn đạp cái sữa của mẹ con đang cầm và quýt con nữa. Lúc đó con rất là buồn ba, nhưng mà con không muốn nói. Trong cuộc sống thì mẹ con không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau tất cả mọi thứ. Đôi khi còn xung đột, nhưng mà xung đột rất là nặng. Bởi vì hai mẹ con khác nhau rất là nhiều. Nếu mà quay trở lại thì có lẽ con gia đình là cái nơi duy nhất sẽ luôn luôn chờ đón tôi. Và cái người mà có lẽ là thương mình nhất, thương mình vô điều kiện nhất trong cuộc sống này chắc chắn là mẹ. Tụi con đã không có cha rồi, bây giờ không có mẹ nữa. Thì cả một ngày làm việc với khách hàng, tối về khách sạn thì lại phải tranh thủ viết bài thêm, viết bài về du lịch. Và phải làm cả ngày lẫn đêm suốt một thời gian đó để có tiền phụ mẹ để điều trị. Khi mà bước chân vô trong cái bệnh viện ung bướu
để mình điều trị á. Phải nói là một cái sự rất rất là khủng khiếp. Nhưng mà ráng cố gắng, cứ về nhà cứ nói là không có sao hết á, mẹ khỏe lắm. Thì ba con bị bệnh cho nên con quyết định là con lấy cái nghề của ba để con đi bán để có tiền mua thuốc cho ba khỏi bệnh. Con rất là thương ba của mình, mặc dù ba đã đánh con nhưng mà con không quan tâm cái điều đó, mà con vẫn thương ba. Cũng may mắn, rất là may mắn và hạnh phúc vô cùng khi mà đã 8 năm trôi qua, mẹ ngày càng tốt hơn và rất là khỏe mạnh như bây giờ. Trong nhà mình hiện tại bây giờ thì có ba mẹ con thì cũng tốt. Nếu mà gọi là cái người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc sống này thì không có ai ngoài mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có mẹ thì tôi và em trai không bao giờ có thể trưởng thành và nên người giống như bây giờ. Cảm ơn mẹ đã cho con cả cuộc đời.